Xin chào các bạn. Hôm nay cùng ta cùng tô chú chó này với mình nhá. Thì mình sẽ tô bầu trời trước. Mình sẽ tô mây. Tiếp theo sẽ tô bụi cỏ. Cái mũ độ này mình sẽ tô màu tím. Cái túi sách này mình sẽ tô màu đỏ. Cái chán này màu nâu. Tiếp theo mình sẽ tô mắt, lông mày, mũi. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.